tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh khám phá giải trí cuối tuần. Giới thiệu mọi người, đấy là con vịt Thái mọi người này, chạy từ trên xuống đến dưới ngon luôn. Con này thì mới có xỉu đấy chứ chị, vịt Thái mọi người ạ. Nhưng mà để chạy nhiều thế này thì nó rùng hoặc là nó cũng không to được đâu, cái tỉa vỡ đấy chứ. Tổ ong đấy mọi người này, ong u ong sớm trời mưa nắng nặng, mưa đóng ngoan vẫn đi lấy mật về, cả đi đây gọi là đi lấy phận về. Ô, con thần lan đóng ấy, mọi mở ổ mới được thấy con thần lan rồi, cái thần lan đấy nó nản nóng đấy. Của ông đấy là đang quấn ít đây, quấn có vậy đây. Mua đóng bỗng thẳng không kiểm tra hẳn. Khá nó ngờ chứ là máy có quấn nữa. Bần dư á, bần dư này. Ủa đấy bần dư nhá. Ơ còn có mật rồi thế. Có mật ít. Từ từ. Ồ cuốn vẫn nhiêu cũng rủ cuốn dụng. À có mật đấy mọi người. Đây mật nó nóng này. Đây. Mật ấy thì mật ấy. Nhưng mà đâu sáng mua quá đóng được cái đấy là giỏi lắm ấy. Quá đóng. Ăn tồn tại được là đóng. Đấy là một trong những cái mua đóng nó phải chó nắm này chứ này. Ừ nếu như nắm đây cắn bản nó cũng là chữa lành lắm. Mà không vậy. Vông tá vẫn có hóa 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 dài nhiêu. Đây là hiện tại đang để 4 tấn à. Được 4 tấn. 4 tấn cái tấn này không có quấn. Sủ cho quấn xuống. Không ai từ người ta kiểm tra ông đây. À cái này là có quấn ở đây đây, có quấn mua mới đây. Những cái này là quấn của mua mới đây đấy. Bên đường ô này đẹp này, à cái tầng này đẹp này. Mặt đẹp đấy. Quán không? Mặt đấy. À cái tầng này mặt đẹp này. Nó sắp nở thành quấn của đợt mới đấy. Cái cũng chuẩn bị vỗ xuân mà ông đấy là đẹp đấy. Ông đấy là ông đẹp đấy. Mua tầng tiếp theo cùng thầy quấn nhiều, thầy biết nạp nhiều. Con bú chậu này đó, nó bú cu này. Không mang đâu vô gì cả. Cái ổn cái nơi đi ngồi năm ngoại là động ông đất này, cái cục khỏe cái anh chưa xây lại. Mình chưa xây lại. Anh mày lên xây lại cả. Giờ nó ra nhiều mọi người này. Còn cuốn mua đống có vận động ấy. Mua hai cái số lượng nó có thể nó gấp 5 gấp 10 thế này thầy. Bắt con thần lăn rồi, con thần lăn gì? Lăn nó bắt được hàng khỏi rồi, mua đấy. Đấy cái ổ ong để chuẩn bị vệ sinh tiếp theo mọi người này. Cái miệng của cái ổ này là hơi to này. Nguyên nhân là do mấy con nông chân ấy, mấy con nông vè đấy nó tới nó cạp cái ổ để nó vào nó phá cái tổ đấy. Và nó cạp được chân nó rồi mọi người ạ. Nếu năm nay nó cạp tiếp nữa thì nó sẽ vào được trong ổ. Hôm nào có lại bị khoán vùng khác nó bịt vùng đi lại đó. Cái ổ hai ổ ong vè cạp bịt tá bạc ăn luôn. À. Năm ngoài nhà mình đã bắt cái ổ này đó, ăn phá ghê lắm. Cái ổ này thì quấn đi về mật, chủ yếu là mật màu đỏ thầm, à cái phần màu đỏ thầm nhiều này. Băng nhà không có. Đột hướng để cho nó đờ húng dữ hơn ấy. Nó cắm ấy. Đây nó tổ nó mới. Đây tổ bên cạnh.
Tồn hay thì có hai cửa. Hai cửa. Con nan nào để đi ra từ cửa nan nó sẽ về đụng cái cửa đó nha mọi người. Tổ này cũng khá là mạnh. Tổ này yếu hơn tổ lúc nào một tí. Nhưng có vẻ cuốn nó về ít hơn. Nhưng mà cùng con nào về thì cũng đầy mật. Đầy đầy phận hóa cả luôn đấy. Wow, hồ này rất sạch sẽ mọi người ạ. Hồ này rất khá là sạch sẽ. Dạ, dạ. Dạ nè. Dạ là bị diệt đấy nhá. Làm bẩn của ông. Mùa đông thì con ống nó cũng hiền hơn mùa hè. Ống đấy mới gọi là ống ẩu đấy mới gọi là ống sạch ống đẹp này nhé. Ẩu đấy bực được bị mưa nó bị trúc. Trúc á? Ừ, cũng bị sửa đấy. Mà nó không đi à? Ố à. Tân nước mới. Cái này bò. Cái này tân mới bò này mọi người này. Tân này tân mới đấy. Ừ. Nhưng cuốn có vẻ đống đấy. Ô tân tiếp theo cuốn đống này. À. Cuốn đống tổ. Nhau nếu mình dư là cái cùng cho khỏi vốn. Ổ này có vẻ bay thẳng ra. Những cái ổ mà con ong mình lại mà hẳn đấm thẳng ra phía bên ngoài đến trinh sát là những ổ đấy dữ nha mọi người. Con hẳn cứ lươn lươn xung quanh ổ thì hẳn sẽ hiên hơn một tí. Ổ đi dữ hơn đấy. Wow, ổ này mạnh. Mà cái tăng đến tăng này, tăng đẹp này. Khoan mà khoan. Tăng đẹp cho mọi người này. Ổ đi mạnh đấy, mua đống như thế này là được đấy mọi người ạ. Trong trọng còn ớt, trong trọng còn cái vu chuỗi gì đó. Không phải, nó xảy cái lười mèo. Xảy cái lười mèo, thừa. Kể như đây, kể như to quá. Nó xảy thừa ra mọi người. Thì thừa to quá. Cái lô hồng to quá. Lô hồng để hơi sứa đấy. Thì nó sẽ động thêm cả cái tầng ở giữa. Đấy là sai kỹ thuật rồi đấy. Tầng này nó dư là cắt luôn nè. Bỏ luôn. Bỏ luôn đi. Đưa ra ngoài cắt. Không ổn đi mạnh đó. Ổn đi như thế này mua đống như thế là mạnh nha mọi người. Ồ, tông được quấn nhiều. Không nào. Tông được quấn nhiều. Ổn đi tông mà. Ừ. Ngoài mà chê. Wow. Ổ đấy khá là nhiều cuốn đấy. Trong này cũng nhiều cuốn đúng không mọi người? Có mật à? Thả xuống cũng thả xuống trong đó đấy. Được, được, ổ đẹp ạ. Ổ này là năm ngoài mới chỉ phân được một ổ mà dưới vẫn cuốn nước mạnh thế này. Chứng tỏ con chua ở lại là con chua mới. Con chua mới thì nó khỏe hơn. Nuôi ong này thì nó có nhiều kỹ thuật nuôi lắm. Nhưng mà đấy thì bây giờ thời đại mới thì người ta hầu như người ta nuôi ổ vuông thế này. Và có tầng gọi là tầng sẵn như hẳn. Hẳn chỉ việc đi kiếm môi, kiếm mật hóa, kiếm phận hóa về đổ vô đó. Hẳn đờ cái cống về động tổ. Tổ đờ đó rất là nhiều thời gian. Còn ngày xưa thì nuôi bằng ổ tròn. Con ong phải tự động cái tầng xong rồi là bắt đầu kiếm mật để đổ về một nắm. Thì lấy được có mấy lần mật. Còn bây giờ mà vào mua chỉnh thức của nó vào mua xuân hóa nở nhiều đi. Quấy liên tục ổ nó mạnh thì quấy liên tục. Ồ, ổ đi mạnh này bá tăng đây rồi. Đấy nhưng mà tăng cái tăng thứ 3 phải không? Mình còn đi hàng ấy. Không à, mốt, không à mốt. Mình phải sửa đi, cắt. À, những cái chỗ đen đen này là nó đâu có dấu hiệu bị nậm mà bị hỏng mọi người. Cần phải cắt phá nó đi, vứt nó đi. Không nó lấy lan ra cả ổ đấy. Hỏng đi nhiều kiểu lắm. Mà nguy hiểm nhất là nậm và xấu. Mình cắt mình vứt nó đi những cái khu vực đó. Hoặc là xấy lại thôi, lo chứ. Ô, tăng đi hỏng rồi. Tăng cái này là gọi là bị xấu ăn á hả? Ừ. Xấu ăn hệ thế mọi người.
mua đống quấn ấy. Cái này là mình lấy tầng ra luôn, thấy nó tầng mới vừa luôn. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Rủ quấn xuống cái bỏ luôn. Đây là cái tầng mới của nó mọi người. Tầng mới làm. Thấy ảnh vô. Mọi người lưu ý là cái tầng này nó cách cái tầng này đấy. Thì mình phải bỏ cái que chặn đây này, những cái que chặn này không được quá rồng nhá. Nếu nó rồng quá đấy thì là con ong nó động thêm các cái tầng thừa ở giữa đấy, đó cho bất tiện. Nhưng nếu nó hẹp quá thì con ong nó lại không di chuyển đi lại được ở giữa này mọi người. Đây con ong nó di chuyển chén chút đi lại giữa nó lại không động cái mặt này. Nhưng nếu chờ rồng quá là nó động thêm một cái tầng phù ở giữa đấy, hôm sau nó quấy mật là cắt là vượt hết rồi, mất công. Có những con nó đi vừa mới đi lấy phần hóa về, nó chưa kịp mình xào tổ, nó chưa kịp đưa vào. Nó có phần màu đỏ này, phần này phần màu cám này, phần màu vàng này, đủ kiểu lắm, nhìn thấy chưa, có đống nó hiền lắm mọi người. Mình cũng mang bầu hồ chứ cả đồng đấy này. Mà xem ở bên này, ở bên này thì có vẻ nhiều hơn. Ổ này thì phần vàng này. Cái lấy thì phải vang tiếng nắng cầu đình bò nhưng mà được có mệt nhiều rồi, thế là ta đang để bò bò cho sấy cây hẳn thay cho mày luôn đấy. Thành tiền nhất là nó đẻ cực nâu nhất, có cuốn rồi đúng không? Thế mi tiệc con mệt. Ủa, cũng động ấy chứ. Ủa, ổ này con bít nắp hết đấy này, ổ này gần nở, tiệm đờ tiệm xéo ấy này. Này, cái lửa phía đang trên đến đèn, cái đầu đèn này mọi người này. Đang trên là đèn mọi người, đang sắp nở. Cái gì đang chuẩn bị. Ổ này cũng đóng cuốn đấy. Cùng 3 câu. Cùng 3 câu à, để cái tương đương. Ổ này mật nhiều nhá, nhiều hơn mặt bên ổ bên đi. Mô áo lồ xồ bảy ra chứ không lại của tao nữa. Cái ổ này hình dừ hơn hay rắn hay anh đi bảy ra cho nó cái này anh cứ bạm cái ổ bên cạnh thế nó bạm vào đi tao. Mà chúng nó môi tổ ống còn những cái đặc điểm khác nhau, môi ổ môi kiểu cái ổ đó chứ là dừ. Mình cũng phải ổ hận lại môi bên ổ là đụt đấy, có đấy ổ thì phải tán ổ nó cũng thêm đụt. Ủa, tầng này bị hỏng rồi. Có mật. Cái bên này vấn đề. Bên này vấn đề à? Đó, vấn đề của nó. À, vẫn có hỏng dưới góc đấy mọi người. Có đèn dưới góc hỏng đấy. Nhưng vấn đề. Mật nhiều. Cái miếng nó gió nhạt. Để kiểm tra mật nhiều, mật ống ảnh như đây mọi người. Đây, vấn đề nhé. Con chủ là nằm ở cái góc này đấy cụ này. Ừ, năm nay góc ở đây. Quá vãi rồi đây. Đã bảo là ồn ào nhóng vừa tô đụng thịt. Ong là một trong những loài trúng thanh về giá trị của cuộc đời nhất. Mỗi con sinh ra là một làm một nhiệm vụ. con cuốn thì ăn rồi đi kiếm ăn từ khi mới nở ra cho đến khi chết. Con sướng nhất là con đực cái cô ơi. Ừ. Con đực chỉ có đẻ ra là ăn mà chơi thôi, thậm chí nào con cũng cỏ luôn. Nhưng mà chỉ chơi một lần là chạy. Mỗi con có một giá trị đó, nhưng đứa mà ai muốn chơi mà chạy thì ăn mà chơi thôi. Con siêng năng cân cu thì rửa. Ăn vào tổ đi mọi người. Đây chắc còn được đó nha. Ồ ủa trời mọi người, anh tập trung lại lúc trước đấy cả mọi người này. Đây mọi người nhìn kỹ không, ông này là ông vang tá mọi người nhé. Nó nhỏ hơn cái loài ông ỉ ấy, gọi là ông nhập mà họ là ta gọi là ông công nghiệp đấy. Nó nhỏ hơn khá là nhiều đấy, nhưng nó lại to hơn. Có một loài ông đén nữa, có một loài ông nữa mà đén nữa, màu nó đén hơn ông này một tí mà nó nhỏ hơn một xí nữa.
thường nắm mình đầu tiên vào chuẩn bị vào xuân thì mình vệ sinh kiểm tra cho nó kỹ càng, còn khi ra xuân rồi mình cố gắng để cho nó ổn định. Mình chỉ có quấy mật thấy cả cái câu nó bị nấm mốc lại bị xấu hỏng thôi mọi người. Ổ này mùa đông như thế này là khá đông quấn đấy. Có những ổ trù quá mùa đông thì chỉ còn được một chút quấn bằng cái chẹn nữa thôi. Nhưng mà ra xuân thế nó cứ hôi trở lại nhưng nó sẽ chầm hơn. Ở đây phía trước có mấy cái canh này nó có mấy cái canh của cái đao này nó cản cái đường bẫy của nó mọi người. Thế còn mấy cái đao nó canh đao này nó cản đường bẫy, cố chặt mấy cái canh đao này đi. Ăn bẫy vốn đấm vào đấy là nhiều khi nó cạt vào thì rơi cái phần hóa hết đấy. Đó. Ăn khoảng được cái cưa. Cảm nó vô đống thanh quả gì đó có có mặt tăng mọi người này. Tăng này thì nó hỏng một xíu ở dưới góc này nhưng mà cụ này thôi lấy ra luôn. Nó còn mật nhiều lắm mọi người. Đây này. Mật đó này, nó quạt cho mật sủi tắm, sủi bọt đấy mọi người này, nhìn kỹ chưa? Nó mật nó đang ủ đấy. Mật mới đấy, nó đang ủ, nó còn chưa gọi là mật này, ta gọi là chưa vít nắp chứ chị. Những cái chỗ này ta nói vít nắp rồi mọi người này. Nếu như cái mật bắt đạt thì cái tỷ lệ vít nắp này khoảng 70% trở lên mới đạt được. Đấy, những cái ổ này vì cái góc này nó đã có bị xuất hiện nấm đấy rồi mọi người này. Để mình cắt thì này là hai con chó xem mắn. Xem mắn lại mình. Còn cái ổ này đây nó hỏng hết rồi này. Cái này ra đây là để lấu, nếu cái tổ đó mà để lấu nó bị nó lan ra hỏng như thế này đó mọi người ạ. Mật của nó ăn lên trên thế này ngon lắm. Mật nhiều rồi. Mật chảy cả mọi người. Ngọt kháy luôn. Mật nhỏ mọi người. Miếng này mọi người này. Nó biết nắp cái đó, cái miếng này là nó đạt chuẩn mật đấy. Cái này lắm là ăn vô là sảy, không khỏe ăn vô là sảy luôn đấy. Mật quá. Qua cái miếng miếng mật luôn, mịt này luôn. Mày hắn này có góc đấy mọi người thấy có góc đấy tí nè. Mình đi chịu đây đâu không ăn được nữa. Không ăn được nhiều nó sảy đấy, không quán. Vì không quán nó sảy. Ăn nhiều quá, có lại chuyển sang ăn cám. Đấy nó còn mày chạy nó đỏ lưng các bạn cái tay. Wow, đấy là cái đã bất xuống đỏ, hắn đỏ hẳn so với cái quả này luôn đấy. Ngon lắm. Mời mọi người nhé. Tiếp mật trên giá mọi người này. À, có quýt này. Nó chỉ kiểu kỳ quá mọi người. Ngon lắm. Số cuốn thì. Cho chồng mua được cái quả đi. Cái quả đi phải khổ mà. Mình chi. Rưới. Đặc sản rưới là phải hẳn đấy. Chậm rưới. Chậm vì mật này. Thật phạt. Đây là món quy thổ chậm mật ong mọi người. Vì là chứ là chúa và ngọt thái và thơm thơm của mật ong. Ngon lắm. Mời mọi người nhé. Tạm biệt mọi người nhé. Chương trình hôm nay xử lý cái ổ ong đã xong rồi. Chỉ khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Bởi vì có bộ nổ tổ thôi mà mọi người. Bây giờ hai cô cháu lại về đấy. Dự kiến là về đi kiếm trò cho chơi nhé, hẹn ngày chủ nhật. Tạm biệt mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé. Mời mọi người, cảm ơn rất là ngon. Ai nhờ ai muốn mua cám thì liên hệ nhá, cam tết nhá, bán giá siêu rẻ nhá. Cám quỳ tắt có hết.